Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu, thời tiết tại Kiên Giang trong 24 giờ qua. Mây thay đổi đến nhiều mây, thời tiết đêm phổ biến không mưa, riêng tại Hòn Đốc, Hà Tiên và Phú Quốc có mưa rào vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết Kiên Giang 24 giờ tới, ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa, cường độ suy yếu thêm sau được tăng cường trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu có xu hướng lấn tây và nâng trục dần lên phía bắc. Thời tiết tại Kiên Giang trong 24 giờ tới trời mây thay đổi đến nhiều mây, đêm phổ biến không có mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ban ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 đến 24 độ, gió đổi hướng, nhiệt độ cao nhất không quá 33 độ. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Thời tiết tại trung tâm thành phố Rạch Giá, mây thay đổi, đêm không có mưa, ban ngày trời nắng. Sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ không quá 32 độ. Tại Hà Tiên, mây thay đổi, ban ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Thời tiết tại các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thời tiết tại Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cũng từ 24 đến 32 độ. Thời tiết tại Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và tại U Minh Thượng. Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Tại khu vực thành phố Phú Quốc được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Thời tiết tại vùng gian bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cường độ cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Thời tiết tại khu vực Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.